Lòng sông Nậm Rốm, đoạn giữa cầu Thanh Bình đến đập giếng nước, công viên sông Nậm Rốm nay đã thông thoáng sau khi tiến hành nạo vét. Dù đến ngày 20 tháng 4 mới phải bàn giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, chủ đầu tư dự án, nhưng nay phần việc nạo vét lòng hồ đã hoàn thành và tiến hành tích nước, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng đón khách dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Công trình giữa trung tâm thành phố, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình thi công, như việc vận chuyển đất vướng mật độ phương tiện giao thông lớn, tuyến đường vận chuyển nhỏ hẹp, thời điểm thi công, thành phố Điện Biên Phủ diễn ra nhiều sự kiện khiến hoạt động của các phương tiện thi công bị hạn chế. Thế nhưng, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư, thương mại và dịch vụ Hoàng Anh, đơn vị thi công và chủ đầu tư đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ kịp thời tích nước trước ngày 7 tháng 5. Thi công vận chuyển giữa cái lòng thành phố, cho nên là cái mật độ xe cộ rồi đường xá rất là đông. Cái tuyến vận chuyển thì cũng đi vào cái đường nó cũng tương đối hẹp, cho nên là nó cũng là một trong những nguyên nhân mà nó làm giảm cái tốc độ. Thứ hai là trong cái thời điểm này thì thành phố có rất nhiều sự kiện, cho nên là tiến hành cấm đường rồi là phân luồng, làm cái hoạt động của xe cộ trên đường nó cũng bị hạn chế nhiều. Mấy ngày nữa, đến thời điểm bàn giao công trình cho chủ đầu tư, xong đến nay, lòng hồ sông Nậm Rốm đã tích nước. Đây là một phần việc thi công thuộc gói thầu số 4 của dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm. Dưới hệ thống chiếu sáng về đêm, cầu Thanh Bình soi bóng xuống dòng sông Nậm Rốm, tạo vẻ đẹp lung linh nơi mảnh đất lịch sử Điện Biên. Các phần việc khác như thi công hạng mục tạo cảnh quan bờ sông Nậm Rốm, lát vỉa hè, thiết kế hệ thống điện chiếu sáng và thi công chòi ven sông trong gói thầu số 4 đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hứa hẹn khi gói thầu hoàn thành, sông Nậm Rốm sẽ trở thành đoạn sông đa chức năng, vừa điều tiết lũ, giảm ngập lụt, vừa trữ nước, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ngay giữa lòng thành phố. Hướng tới thì kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5, đơn vị nhận thi công được giao nhiệm vụ hoàn thành công trình, thứ nhất là mang lại cảnh quan cho thành phố, được ban tin tưởng và giao trách nhiệm, bên nhà thầu sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo được cảnh quan đẹp cho thành phố kỷ niệm chào mừng ngày 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5. Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai, đồng thời góp phần chỉnh trị dòng chảy cũng như tăng cường khả năng thoát lũ, chống ngập, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho sản xuất của người dân trên địa bàn. Sau khi đã thống nhất, hoàn thiện thủ tục, đảm bảo các điều kiện khởi công dự án, Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã bắt tay khởi động các gói thầu. Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư đã đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung máy móc thiết bị, nhân lực triển khai các phần việc. Với gói thầu số 4, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công các hạng mục vừa kịp thời gian tiến độ, song vẫn phải đảm bảo chất lượng. Qua đó, cải thiện môi trường, cảnh quan, tạo điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên trong khu vực trung tâm của thành phố Điện Biên Phủ. Tất cả các gói thầu thì mặc dù là tiến độ, Ban Quản lý Dự án yêu cầu như vậy, nhưng phải đảm bảo cái chất lượng vẫn là phải ưu tiên lên hàng đầu. Và các hạng mục như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành trước mùng 7 tháng 5 để kịp đưa vào cái phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngoài gói thầu số 4, một số gói thầu khác của dự án đang được Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tháo gỡ vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo thi công xây dựng theo đúng kế hoạch. Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và chính quyền các địa phương, hy vọng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần bảo vệ dân sinh, ổn định sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.